Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Dự báo trong đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của dãy áp thấp nên ở các vùng biển phía Bắc bao gồm Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa, gió có hướng Nam đến Đông Nam với cường độ là khoảng cấp 4 là chính và không gây biển động. Tuy nhiên thì tại đây trời nhiều mây, mưa rào và dông có thể xuất hiện vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, khiến tầm nhìn xa giảm và trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh. Sang những ngày đầu tháng 6 sắp tới thì mưa rào và dông sẽ có xu hướng giảm dần. Vùng biển phía Nam của Biển Đông, trong đó có khu vực biển của huyện đảo Trường Sa, gió thịnh hành theo hướng Tây Nam, cường độ phổ biến là ở mức cấp 5 và có lúc đạt cấp 6, gây sóng cao biển động. Ngoài ra thì trong những ngày tới, ở khu vực này sẽ liên tục có mưa rào và dông, nhất là vào thời điểm chiều tối nên bà con ngư dân cần phải lưu ý tầm nhìn xa giảm và đề phòng nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Đến với các tuyến hải trình ra vào đảo, thưa quý vị, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra huyện đảo Bạch Long Vĩ. Trong đêm nay và ngày mai, mặc dù gió hướng Nam đến Đông Nam chỉ có cường độ là khoảng cấp 4, nhưng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên thời tiết không được ủng hộ cho các hoạt động hàng hải. Tại đây trời nhiều mây, có mưa rào và dông khiến tầm nhìn xa giảm xuống, còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Vùng biển từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trong đó có tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn. Gió có hướng Nam đến Tây Nam, cường độ là khoảng cấp 4 cho đến cấp 5. Ở phía Bắc vùng biển này, mưa rào chỉ xuất hiện ở một vài nơi, nhưng phần phía Nam thì gia tăng mưa rông hơn. Vùng biển phía Đông của Nam Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra tới Côn Đảo trong đêm nay và ngày mai. Gió thịnh hành theo hướng Tây Nam với cường độ là ở mức cấp 5. Có lúc đạt cấp 6, sóng biển sẽ cao từ 2 cho đến 3 mét gây biển động. Thời tiết tại khu vực này không được ổn định với sự xuất hiện của những cơn mưa rào và dông khiến tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.